Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Real Estate Tuấn Tơ Quy trong phần tin tức bất động sản. Video hôm nay tôi sẽ nói về sức hấp dẫn của đất nền sổ đỏ ven sông. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và nhấn chuông để đón nhận những thông tin mới nhất. Bất động sản ven sông luôn nhận được sự quan tâm lớn nhưng khan hiếm về cung nên giá thị trường cao hơn so với mặt bằng chung từ 15 đến 30% tùy lợi thế về giao thông. Trong cùng một khu vực, để sở hữu được sản phẩm bất động sản ven sông, người mua thường phải chi thêm 15 đến 30% so với giá chung của khu vực. Mặc dù vậy, nhưng khách hàng mua ở và nhà đầu tư vẫn ưa chuộng dòng sản phẩm này. Những dự án có giao thông kết nối thuận tiện, cảnh quan sông nước đẹp, môi trường sống trong lành không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn có giá trị thương mại, phù hợp để cho thuê, kinh doanh các loại hình cao cấp và tiềm năng tăng giá qua từng năm. Không phải ngẫu nhiên mà các thành phố lớn trên thế giới đều nằm cạnh những con sông, có thể kể đến các đô thị nổi tiếng trên thế giới được hình thành bên các dòng sông như thành phố New York bên dòng sông Hudson, thành phố Melbourne bên dòng sông Yarra hay kinh đô ánh sáng Paris bên dòng sông Seine thơ mộng. Savills cũng chỉ ra rằng giá bất động sản ven sông tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn từ 10 đến 50%, cụ thể là 50% tại London, Paris, 20% tại Thượng Hải, Sydney, 15% tại Hồng Kông và 10 đến 13% tại Moscow. Từ đó cho thấy sức hút cũng như tiềm năng cực tốt của bất động sản ven sông. Theo ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, các sản phẩm bất động sản ven sông ở quận 2, quận 7 có biên độ tăng giá trung bình từ 20 đến 30%. Trong cùng một dự án, những căn hộ có tầm nhìn hướng sông cũng có giá cao hơn so với các sản phẩm còn lại. Nhưng thị trường nội thành, quỹ đất khan hiếm nên việc mở rộng thêm các dự án ven sông rất khó thực hiện. Mặc dù đây là thị trường đầy tiềm năng. Dự án đất nền có sổ ven sông khu Tây Sài Gòn. Trong các dự án đô thị kiểu mẫu được thực hiện tại khu Tây Sài Gòn, Dragon Bend nổi bật với nhiều ưu điểm như sau: tiệm cận nội thành, hạ tầng phát triển, tọa lạc ven sông và pháp lý minh bạch. Điểm nhấn của dự án là địa thế bốn mặt giáp sông, tạo nên một khu đô thị khép kín tự nhiên. Khu đô thị được bao bọc bởi sông vừa tạo nên bầu không khí trong lành, thuần khiết, vừa đảm bảo an toàn, an ninh cho cư dân sinh sống. Tọa lạc giữa cụm khu công nghiệp lớn của Đức Hòa, dự án vừa có thể trở thành nơi an cư cho giới chuyên gia, vừa có giá trị thương mại, đặc biệt phù hợp với hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ. Với những lợi thế ven sông hiếm có, chủ đầu tư đã phát triển thêm những tiện ích sang trọng, đặc sắc. Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của trung tâm thương mại quy mô 9 tầng ven sông và dãy nhà phố bên sông, thường chỉ xuất hiện ở những dự án sở hữu diện tích mặt sông tự nhiên lớn. Song song là chuỗi tiện ích đáp ứng nhu cầu sống trải nghiệm của cư dân như bệnh viện đa khoa, trường học theo tiêu chuẩn quốc tế, công viên nhà nước, bến thuyền và nhà hàng ven sông. Dragon Bend có vị trí sát với đường tỉnh lộ 10, ngay mặt tiền kênh ranh giới Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã được cấp phép quy hoạch 1/500 với tổng diện tích 18,1 ha, gồm 1.768 nền, một khu căn hộ và đã được cấp phép xây dựng hạ tầng cơ bản. Giá bán dự kiến là 18 triệu đồng trên 1 m². Tiến độ thanh toán trải dài trong 12 tháng, được ngân hàng Vietinbank hỗ trợ vay đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 20 năm. Dragon Bend chính là sản phẩm 3 trong 1 để chủ nhân sinh sống lâu dài, nghỉ dưỡng, sang trọng và đầu tư sinh lời. Vừa rồi là thông tin về sức hấp dẫn của đất nền sổ đỏ ven sông. Nếu bạn thích thì hãy like, share và subscribe để kênh YouTube được đến với nhiều người hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.